vụ của các bạn là gì? Ta ta. Đó. Các cái chuẩn bị sẵn cho các bạn. Mỗi đội một chiếc xe tuần lộc. À, nhiệm vụ của các bạn là gì? Cô nhà lên. Rồi các bạn ơi, nhìn nha. Rồi, mình sẽ cưỡi chiếc tuần lộc này. Mình sẽ